xin chào các bạn đã đến với kênh Mr Coin vậy là chúng ta đã bước qua tháng năm rồi hôm nay ngoài việc điểm qua tình hình thị trường ngay lúc này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà chúng ta cần quan tâm ở trong tháng năm này đối với thị trường crypto và thị trường tài chính chung các bạn nhé đối với Bitcoin chúng ta hãy cùng xem đồ thị từ khung lớn là khung tuần khung tháng xuống khung nhỏ là khung ngày để nắm được tổng quan tình hình hiện tại các bạn nhé trên khung tháng thì cấu trúc hiện tại của thị trường vẫn là một cái cấu trúc tăng rất là rõ rệt là với những cái đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và đã phá được cái cấu trúc giảm của năm 2022 rồi Cái này thì mình cũng đã chia sẻ cách đây vài tuần vài tháng rồi Cấu trúc này hình thành từ tháng 3 sau vụ khủng hoảng của ngân hàng Silicon Valley Bank ở bên Mỹ Khiến cho Fed phải bơm thêm tiền vào thị trường để cứu hệ thống tài chính Điều này làm cho mọi người tìm kiếm những cái nơi lưu trữ tài sản khác bên ngoài hệ thống ngân hàng Mỹ và ngoài ra khi nguồn tiền bơm vào thị trường nhiều hơn thì cũng khiến cho các cái thị trường tài sản tăng giá so với cả USD. Nên Bitcoin đã phá được cái cấu trúc giảm của Dow 2022 ở đây khi mà vượt qua được ngưỡng quan trọng là khoảng 23 24 ngàn. Và hiện tại thì ở trên cái khung tháng Bitcoin vẫn đang ở trong cái cấu trúc tăng không tuần cũng vậy chúng ta vẫn ở trong cấu trúc tăng tuy nhiên như các bạn thấy mặc dù nhìn lại thấy thị trường có cấu trúc tăng rất là rõ rệt ở trên khung lớn nhưng mà ở trên những khung nhỏ như là khung ngày thì bitcoin liên tục có những cái diễn biến rất là khó lường những cái đợt tăng thường diễn ra rất là nhanh chóng và bất ngờ đa phần thời gian thì thị trường đi ngang và thi thoảng có những cú đam mạnh để mà check out những cái trader ra khỏi vị thế của mình tâm lý thị trường thì nhìn chung vẫn rất là nghi ngờ cái đà tăng này và những ai chưa vào được hàng thì luôn thầm cầu nguyện là bitcoin rơi về 10.000. Mặc dù vậy thì những cái diễn biến hiện tại của thị trường không phải là vô lý do Trung Quốc mở cửa bơm tiền và kích thích nền kinh tế Hồng Kông có những chính sách thân thiện hơn đối với cả Web3 Mỹ cũng dần kiềm chế được lạm phát. À, như bạn thấy lạm phát giảm liên tục kể từ giữa năm ngoái cho tới bây giờ giảm rất là nhiều và Fed thì nhiều khả năng sẽ chấm dứt cái việc nâng lãi suất của mình khi mà lạm phát được dần kiềm chế nên thị trường có cả cái yếu tố về tâm lý của những cái tay chơi lớn về tin tức cũng như là cái nguồn tiền để có thể tăng trở lại nên cái đà tăng này nó không phải là vô lý Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý trong năm 2023 này là đa phần cái dòng tiền nó đổ vào Bitcoin như các bạn thấy ở trên cái biểu đồ Bitcoin Dominance này thì cái chỉ số này nó liên tục tăng Có một số altcoin mới ở trên thị trường như là ARB, các kiểu launchpad của Binance như là ID, Edu và một số đồng coin nhỏ hơn ăn theo trend Arbitrum hoặc trend Beamcoin thì cũng có sự tăng trưởng nhất định nhưng mà nhìn chung thì mình thấy cái sự tăng trưởng còn kém so với năm 2021 rất là nhiều chủ yếu những người có kinh nghiệm là chơi với nhau thôi còn vẫn chưa có cái tình trạng an coi nào cũng tăng hầu an coi nào cũng x5 x10 nên chưa thực sự thu hút được cái sự quan tâm của những người mới hoặc những người chưa thực sự đam mê gắn bó với thị trường crypto quay trở lại mặc dù vậy thì việc bitcoin dominance tăng và bitcoin tăng mạnh từ đầu năm cho thấy cho dù vốn hóa của bitcoin là lớn nhất ở trong thị trường crypto nhưng mà niềm tin của mọi người đối với bitcoin như một loại tài sản mới một loại tài sản trung lập không thuộc sở hữu bởi bất kỳ quốc gia nào và có chữ lượng hữu hạn giống như vàng nhưng mà lại có thể được lưu trữ và giao dịch hoàn toàn ở trên mạng internet không bị giới hạn bởi thời gian và không gian rất là tiện lợi Đó, cái niềm tin đối với bitcoin của mọi người thì càng ngày nó càng lớn và dòng tiền lớn thì họ vẫn chuộng Bitcoin hơn so với cả những cái đồng an coi khác ở trên thị trường. Mặc dù biết là vẫn luôn luôn có sự tác động của đội lái, nhưng mà lịch sử dài hạn của thị trường tài chính đã cho thấy không một loại tài sản nào mà không có giá trị cơ bản nào lại có thể tồn tại và tăng trưởng từ năm này qua năm khác như là cái việc mà Bitcoin đã làm kể từ khi mà Bitcoin ra đời vậy. À, đúng không ạ? Bitcoin từ một cái đồng coin có giá trị thậm chí là dưới 1 sen hiện tại đã có giá là khoảng 28 000 và đỉnh cao lên tới 60, 70 000 đô. Mình nghĩ điều này sẽ tốt cho thị trường crypto ở trong dài hạn khi mọi người thực sự nghĩ tới crypto như là một cái nhóm tài sản, một cái lựa chọn để lưu trữ giá trị, lưu trữ sức mua, sức lao động của mình thay vì chỉ là một công cụ cờ bạc. Bitcoin lúc này đã tăng x2 từ đầu năm rồi và theo truyền thống sell in May and go away Giai đoạn giữa năm thường không phải là giai đoạn đẹp của các thị trường tài chính Chúng ta cũng nên cẩn thận à, Ngoài ra về mặt tin tức Hiện tại cũng đang là thời điểm chúng ta chuẩn bị có những tin tức mà chúng ta chờ đợi từ đầu năm Quan trọng nhất là về việc Fed sẽ nâng lãi suất nốt một lần cuối À, 0,25% và kỳ họp tháng năm này sẽ có kết quả vào 1h30 sáng sớm ngày thứ năm ngày 4 tháng 5 tới. À, hy vọng là các bạn có thể uh, theo dõi thông tin này và sẽ không nâng lãi suất vào những kỳ họp tiếp theo. Hiện tại kỳ vọng của thị trường đang là như vậy. Lúc này với lạm phát cả CPI và PCE đều vẫn đang ở trong trend giảm như là mục tiêu của Fed đặt ra khi mà nâng lãi suất và việc hệ thống tài chính của Mỹ càng ngày càng gặp nhiều vấn đề khi mà Fed nâng lãi suất thì khả năng Fed sẽ dừng nâng lãi suất vào tháng 6 đang có xác suất xảy ra khá là cao Goldman Sachs mong đợi rằng là Fed sẽ bắt đầu ra những tín hiệu về việc dừng nâng lãi suất vào tháng 6 tới ở trong cái cuộc họp dạng sáng thứ năm một vài ngày nữa Chúng ta hãy cùng theo dõi xem là có thực sự sẽ có những cái phát biểu diều hâu định hướng lại kỳ vọng của thị trường. Mình xin lỗi, sẽ có thêm những cái phát biểu bồ câu định hướng lại cái kỳ vọng của thị trường ở trong cuộc họp này không các bạn nhé. Khi phép nâng lãi suất lên cao thì đã khiến cho giá trái phiếu dài hạn mà nhiều ngân hàng nắm giữ giảm rất là mạnh. À, đây là cái biểu đồ giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ trong năm 2022 vừa qua. Các bạn thấy giá trái phiếu đã giảm 15-20% kể từ cuối năm 2021 cho tới đầu năm 2023. Con số nghe có vẻ nhỏ nhưng mà thực ra không nhỏ chút nào đối với các định chế tài chính cầm tiền của mọi người đi đầu tư như những ngân hàng thương mại. Đối với họ, mất 1% tiền gửi của mọi người đã là điều không thể chấp nhận được, nói gì là mất tới 10-20%. Và điều gì tới thì đã phải tới. Giữa tháng 3 vừa rồi, ngân hàng Silicon Valley Bank À, đã phá sản sau một đợt bank run người dân ồ ạt à rút tiền và FDIC, Fed và Bộ Tài chính Mỹ đã phải vào ứng cứu Đây là tin rất là nóng và báo chí khắp nơi trên thế giới bao gồm cả báo chí tiếng Việt cũng đăng tải rất là nhiều SVP sụp đổ khi nắm giữ rất là nhiều à, trái phiếu chính phủ Mỹ đang bị giảm giá so với giá họ mua ban đầu. Các bạn thấy ở đây trong tổng số tài sản của svb là 211 tỷ đô la thì họ nắm giữ tới 91 tỷ đô la trái phiếu. Tất nhiên là đây là cái cái giá khi mà họ mua, khi mà giá nó giảm bởi vì Fed nâng lãi suất thì cái lượng tiền họ có thể thu về khi thanh lý lượng trái phiếu này sẽ thấp hơn con số 91 tỷ đô la ở đây và họ sẽ không có đủ tiền để mà trả lại nếu mà người dân ồ ạt tới rút tiền từ ngân hàng của họ. Để giải quyết vấn đề này cho những ngân hàng thì Fed đã mở một cái chương trình hỗ trợ mang tên là Bank Term Funding Program cho phép các ngân hàng ở Mỹ có thể dùng trái phiếu mà họ đang nắm giữ làm tài sản thế chấp để mà vay tiền mặt nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân. Việc này giải quyết vấn đề dòng tiền tạm thời cho những ngân hàng nhưng mà có hai cái vấn đề khác nó phát sinh. Thứ nhất đây là khoản vay chứ không phải là phép mua luôn những cái trái phiếu mà các ngân hàng đang nắm giữ nên các ngân hàng sẽ phải trả lại cho phép phần lãi ở phần gốc. Lãi hiện tại của khoản vay này bằng với lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 1 năm của chính phủ Mỹ thứ hai đó là các ngân hàng của mỹ bên cạnh việc nắm giữ trái phiếu của chính phủ họ còn có những cái loại tài sản khác như là những cái khoản tiền họ cho những cái doanh nghiệp và người dân mỹ vay cũng là những cái loại tài sản à, nhưng mà các ngân hàng ở mỹ lại không thể dùng những cái khoản vay những cái loại tài sản này làm thế chấp để mà vay tiền từ phép được họ chỉ được phép sử dụng cái trái phiếu à, của chính phủ mỹ hoặc là những cái market back securities những cái trái phiếu đó, của những cái cơ quan ban ngành đoàn thể ở Mỹ đó họ chỉ thể sử dụng những cái loại tài sản đó làm thế chấp vay tiền thôi họ không thể sử dụng những khoản vay mà họ cho những cái doanh nghiệp cho người dân vay để mà làm thế chấp để mà vay thêm tài khoản được các bạn lưu ý là cái món nợ của người này là tài sản của cái kia cái món nợ của những cái doanh nghiệp và người dân vay từ những ngân hàng đó chính là tài sản của ngân hàng tại vì nó tạo ra cái dòng tiền cho ngân hàng ở trong tương lai các bạn hiểu đơn giản như vậy thôi đúng không ạ và ở đây thì phép cho phép ngân hàng dùng tài sản làm thế chấp để vay thêm tiền thêm thanh khoản từ phép để đáp ứng nhu cầu rút tiền người dân nhưng mà không phải loại tài sản nào cũng đạt tiêu chí để mà phép chấp nhận làm thế chấp à, mà nhiều ngân hàng thì đa phần tài sản của họ lại là khoản vay cho người dân cho doanh nghiệp bị vay đó thì họ vẫn sẽ lâm vào tình trạng là thiếu thanh khoản đặc biệt khi có một ngân hàng phá sản thì người dân sẽ lo sợ và bắt đầu đi rút tiền ở những ngân hàng khác và để tiền của mình vào trong những công cụ an toàn hơn như là money market funds đó thì nó lại càng ngày tạo ra càng nhiều những cái stress những cái vấn đề về thiếu thanh khoản cho những ngân hàng thực tế là từ năm ngoái các bạn thấy là cái lượng tiền gửi ở trong các ngân hàng ở Mỹ đã giảm dần nhưng cái lượng tiền ở trong những quỹ money market funds là các quỹ chuyên đầu tư vào những loại tín phiếu khoản vay ngắn hạn rủi ro thấp thì lại tăng lên cho thấy là đang thực sự là có sự dịch chuyển về dòng tiền của mọi người từ cái dạng tiền gửi ngân hàng sang những cái quỹ về tín phiếu và những cái vấn đề này nó đã xảy ra đối với cả ngân hàng First Republic Bank ngân hàng tiếp theo ở Mỹ gần đây đã suýt phá sản trong tổng số 212 tỷ USD tài sản của mình thì First Republic Bank chỉ đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ theo kiểu của Silicon Valley Bank có 28 tỷ USD thôi và sau vụ Silicon Valley Bank thì một đội những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đã bơm à, 30 tỷ USD cho First Republic Bank để mà đề phòng trường hợp ngân hàng này bị bank run rồi. Nhưng mà ở trong cái báo cáo quý 1 vừa rồi thì người ta nhận ra người dân đã tới rút ở First Republic Bank tới 100 tỷ USD có nghĩa là cho dù ngân hàng lớn hỗ trợ cho dù phép có những chính sách này kia nhưng mà mọi người vẫn rất là lo sợ mọi người vẫn đi rút rất là nhiều tiền khỏi First Republic Bank và ngân hàng này thì đã lại rơi vào nguy cơ phá sản giống như là Silicon Valley Bank ở trong thời gian vừa qua giá cổ phiếu ngân hàng này đã chia 4 lần trong vòng có một tuần mà thôi và trong khoảng một gần một tuần vừa qua thì giới chức Mỹ và những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đã phải họp lại để mà xem xử lý như thế nào và cuối cùng ngày hôm qua chúng ta có một cái à, thông tin là quyết định là sẽ cho JP Morgan mua lại First Republic Bank à, giải quyết êm thấm hơn so với vụ Silicon Valley Bank à, khi mà không có sự phá sản nào cũng như là không cần phải có sự tiếp quản của FDIC. À, tuy nhiên, có vẻ là những vấn đề đối với ngân hàng của Mỹ khả năng là vẫn chưa dừng lại đâu đúng không ạ? Cho tới khi mà Fed thay đổi cái chính sách của mình, còn Fed hiện tại vẫn uh, nâng lãi suất ở lãi suất ở mức cao thì khả năng cao là những ngân hàng, uh, đặc biệt ngân hàng nhỏ và chung ở Mỹ thì chắc chắn là sẽ vẫn còn gặp những cái vấn đề đã nghe hơi nghịch lý một chút nhưng mà thực ra phe bò của Bitcoin, phe muốn đẩy Bitcoin lên lại không thực sự thích cái tin tốt này ở trên thị trường tài chính của Mỹ. Tin này thì giúp cho chứng khoán của Mỹ tăng và thị trường của Mỹ ổn định hơn. À, nhưng mà thực ra à, khi mà có biến động đối với hệ thống ngân hàng Mỹ thì Bitcoin mới dễ để pump lên tại vì cái câu chuyện hiện tại của Bitcoin là là loại tài sản trú ẩn an toàn để mà tránh khỏi những cái rủi ro của hệ thống ngân hàng, đúng không ạ? Nên là thực sự là sau khi mà cái tin này ra ngày hôm qua thì giá Bitcoin nó đã nó đã có sự điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Đã điều chỉnh giảm từ cái mức khoảng 29 30 ngàn là rơi về cái khu vực khoảng 27 28 ngàn. Mình đã chia sẻ trong rất, rất là nhiều video hôm trước rồi. Đó là cho dù Bitcoin nó rơi xuống khu vực là khoảng 20 21 ngàn thì chúng ta vẫn đang ở trong cái cấu trúc tăng. Khi mà các bạn nhìn một cái đồ thị lớn ra, đó nên là thực sự là chúng ta cũng không thể biết được rằng là giá nó sẽ điều chỉnh về đâu đâu đúng không ạ? À, mình chia sẻ rất là nhiều là chúng ta hãy có một cái tư duy về target xem là cái mùa này cái target hợp lý của Bitcoin là lên tới đâu đúng không ạ? Và chúng ta bắt ở cái khu vực đủ đẹp là ok rồi. Các bạn thể xem lại những video hôm trước mình làm thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều về phân tích kỹ thuật các bạn xem lại thì các bạn sẽ nắm được chi tiết hơn như vậy chất xúc tác về tin tức là khủng hoảng ngân hàng ở mỹ đã không thành công để mà đẩy bitcoin tăng chúng ta sẽ chờ đợi tiếp cái thông tin về cuộc họp fomc vào dạng sáng ngày thứ năm này vào cái thời điểm một giờ ba sáng ngày thứ năm giờ việt nam hiện tại ở trên thị trường crypto thì có một cái kèo mọi người quan tâm rất là nhiều đó chính là kèo xui sau khi mà tổ chức IO ở trên những cái sàn lớn như là OKX, uh, KuCoin, Bybit thì hiện tại uh, chúng ta cũng có kéo xuôi ở trên Binance nhưng mà dưới cái dạng là launch pool có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải stack một số cái đồng coin như là BNB, TUSD để mà có thể uh, nhận uh, được những cái đồng xuôi. Uh, Đây là một kéo rất là hot và có vẻ như là Justin Sun hôm qua cũng định uh, MonMan tham gia và CZ đã phải cảnh cáo rằng là nếu mà Justin Sun muốn sử dụng một cái số tiền quá lớn là 50 triệu đô để mà tham gia cái kèo này thì uh, đội Binance sẽ xử lý. À, có vẻ như là CZ không muốn uh, mọi người nghĩ rằng là CZ ủng hộ cho Justin Sun uh, có thể có được một cái lượng uh, xui lớn như vậy à, thì có thể là sẽ có sự thao túng ở trên thị trường crypto. Chúng ta cũng có tin là đất nước Nigeria dự định cho phép tổ chức ICO cho các cái token được đảm bảo giá trị bởi những loại tài sản thật như là cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu. À, tuy nhiên thì sẽ không được ICO cho những cái tài sản được đảm bảo giá trị thuần bởi crypto. À, Nigeria là một quốc gia đông dân với 200 triệu người, phần lớn là dưới 14 tuổi độ tuổi rất là phù hợp để tiếp nhận những công nghệ mới như là công nghệ crypto à, bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng có một số quốc gia khác như là Singapore cũng thử nghiệm việc triển khai những loại tài sản thật thành dạng token để có thể giao dịch được ở trên blockchain à, thực sự mình nghĩ đây là một điều rất là tốt và cái hướng đi đúng của thị trường uh, crypto à, khi mà chúng ta có công nghệ blockchain cho phép chúng ta có thể giao dịch những loại tài sản mà không cần trung gian giao dịch 24 trên 7 khắp nơi trở trên thế giới hoàn toàn qua mạng internet đó, mà vẫn rất là an toàn bảo mật minh bạch thông tin rõ ràng đó thì mình nghĩ là à, đây là một cái use case một cái ứng dụng à, rất là hợp lý của công nghệ blockchain thì hy vọng rằng là sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái loại à, tài sản được token hóa và giao dịch ở trên những cái blockchain lớn ở việt nam chúng ta thực sự là không có nhiều những kênh để chúng ta thể tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu à, nếu mà những cái loại tài sản truyền thống như là cổ phiếu trái phiếu của các nước trên thế giới à, được đem lên blockchain và chúng ta là người Việt Nam thì tiếp cận được thì thực sự mình nghĩ đó là một điều rất rất là tốt và cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin về việc uh, công ty làm về dịch vụ thanh toán rất là lớn trên thế giới đó chính là Mastercard chuẩn bị uh, triển khai một dịch vụ cho phép uh, khi mà chúng ta giao dịch uh, chuyển tiền crypto qua lại giữa những cái ví của chúng ta ví dụ như ví MetaMask thì sẽ có một công nghệ để mà À, định danh chúng ta đúng không ạ để mà à, chúng ta có thể đáp ứng những cái yêu cầu về luật pháp à, khi mà chúng ta chuyển tiền thì các cái cơ quan ban ngành đoàn thể phải biết được uh, danh tính của chúng ta đúng không ạ để mà tránh cái tình trạng uh, rửa tiền hoặc là tài trợ khủng bố tài trợ tội phạm này kia đó thì đây là một tin cũng khá là hay thực sự người ta đã nhận ra được cái tiềm năng của cái blockchain này rồi đó và họ đang có những cái công nghệ để mà có thể uh, sử dụng nó một cách uh, hợp pháp hơn vẫn sử dụng nhưng mà không sử dụng một cách trái phép như là cái thời kỳ uh, trước đây nhiều khi chúng ta uh, thấy rằng là uh, ở góc độ đầu tư thì có rất là nhiều những cái dự án ma dự án scam ở trên thị trường crypto nhưng mà chúng ta nhìn một cách đơn giản về cái uh, về cái công nghệ này chúng ta cảm thấy nó rất là nhiều tiềm năng có thể là về sau những cái đồng coin mà chúng ta à, nghĩ là tiềm năng bây giờ không tăng trưởng ở trong tương lai. Đó sự thật đa phần những cái đồng coi thì không phải đồng coi nào cũng có thể tồn tại về lâu dài được. Nhưng mà khi mà cái công nghệ về blockchain crypto này nó kết nối mọi người về cái mặt thanh toán này rồi mặt chuyển giao tài sản rồi về mặt hợp tác thông qua những smart contract này chắc là nó sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta hơn đúng không ạ? Khi mà có mạng internet chúng ta kết nối về mặt thông tin, chia sẻ thông tin này kia là đã nó đã có cho chúng ta rất là nhiều những cơ hội rồi, đúng không ạ? về mặt thương mại điện tử, dropshipping này kia, đúng không ạ? Rồi làm content online, thì bây giờ khi mà nó kết nối với cả về mặt tài chính nữa thì chắc chắn là cái cơ hội chúng ta sẽ có nhiều hơn, đúng không ạ? Đó nên là mình nghĩ là chúng ta hãy nhìn rộng ra, nhìn rộng cái cái mảng crypto này ra, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều cơ hội chứ không phải chỉ riêng ở trong cái câu chuyện là chúng ta ôm coi nào x 100 lần, đúng không ạ? Ôm coi nào tiềm năng đó mình nghĩ là, là 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 chúng ta hãy nên nhìn rộng ra. Ok, uh, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi uh, kênh Mr. coin ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.